Cục Bảo vệ thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa thông báo tin vui về việc trái bưởi Việt Nam chính thức được phép xuất khẩu vào Hàn Quốc. Cụ thể, ngày 30 tháng 7, trên website của Cục Kiểm dịch Động thực vật Hàn Quốc đã thông báo về quy định nhập khẩu đối với trái bưởi tươi Việt Nam sang Hàn Quốc. Như vậy, bưởi sẽ là loại trái cây tươi thứ ba của Việt Nam được phép nhập khẩu vào Hàn Quốc sau thanh long và xoài. Cả nước hiện có hơn 100.000 hectare trồng bưởi, với sản lượng hơn 900.000 tấn riêng đồng bằng sông Cửu Long chiếm khoảng 32.000 ha với sản lượng khoảng 370.000 tấn. Hiện bưởi Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch tới 13 quốc gia và dùng lãnh thổ. Cục Bảo vệ thực vật đánh giá, việc trái bưởi của Việt Nam được phép nhập khẩu vào Hàn Quốc là một bước tiến quan trọng, mở ra cơ hội lớn cho nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế, đồng thời khẳng định chất lượng và uy tín của nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới.